iPhone 15 mới lịp tim, mua ngay tại Hoàng Hà Mobile, nhà bán lẻ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Mức giá ưu đãi tốt hàng đầu, trả góp 0%, gần 130 chi nhánh trên cả nước. Truy cập ngay link ở phần mô tả video nhé. Chào các bạn, vậy là cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra đúng như chúng ta dự đoán. Hẳn các bạn vẫn nhớ 3 tuần trước, Hamas đã bất ngờ tấn công Israel bằng hàng nghìn quả tên lửa, đồng thời đổ bộ qua xâm lược trực tiếp vào Israel. Ngoài nhiều thường dân bị thiệt mạng do tên lửa, thì nhiều người khác còn bị thiệt mạng do cách tấn công của lính Hamas mà không ai dám xem. Chính vì vậy, như các bạn cũng đã biết, Israel vô cùng phẫn nộ. Họ ngay lập tức trả đũa bằng rất nhiều tên lửa và bom từ máy bay ném vào Gaza, cũng khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhưng mọi thứ không chỉ có như vậy. Vốn dĩ hàng chục năm nay, Israel và Hamas vẫn luôn đánh nhau nhưng ở quy mô nhỏ, và Israel chấp nhận sống chung cùng Hamas trong tình cảnh đó. Nhưng sau cuộc tấn công đầy bất ngờ và tàn bạo, thì Israel đã thề sẽ tiêu diệt sạch Hamas. Họ muốn đảm bảo rằng sẽ không còn một người Hamas nào có thể đe dọa Israel về sau. Nhưng cách mà họ, những người Israel làm thì đã bị cộng đồng quốc tế lên án, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Bởi vì Hamas có một đặc điểm là họ nấp trong hệ thống đường hầm phức tạp và dày đặc dưới lòng Gaza. Vậy nên, để có thể tiêu diệt được Hamas thì Israel đã cắt điện nước để gây áp lực cho người dân giải Gaza phải lên án Hamas. Tiếp theo, Israel bắt buộc người dân ở miền Bắc Gaza phải di cư hết về miền Nam để họ dễ tấn công Hamas mà không ảnh hưởng đến dân thường. Ngoài ra thì gần đây, họ cũng được cho là đã cắt cả Internet, mục đích là để các chiến binh Hamas không thể liên lạc với nhau. Như vậy thì việc đánh Hamas sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều đó lại cũng khiến những tổ chức nhân đạo quốc tế đang hoạt động ở giải Gaza để hỗ trợ thường dân cũng bị mất kết nối Internet. Họ không thể liên lạc với quốc tế được nữa. Mọi thứ ở giải Gaza như thế nào thì người ngoài không thể biết được. Chính vì vậy, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị rằng ông sẽ cung cấp Internet cho những người thuộc các tổ chức nhân đạo để họ còn liên hệ với bên ngoài phục vụ cho công tác viện trợ. Nhưng Israel không chấp nhận. Họ nói rằng việc đó sẽ khiến Hamas lợi dụng để thực hiện các hoạt động khủng bố và vì vậy họ sẽ tìm mọi cách ngăn chặn vệ tinh Internet của Elon Musk. Và tất cả những điều này thì đang khiến người dân Gaza vô cùng khổ cực, bị phong tỏa, họ không có điện để dùng, nhiên liệu chạy máy phát điện cho các bệnh viện cũng đã cạn, nước sạch để uống không có, nước tắm càng không, nhiều người cả nửa tháng trời không biết tắm là cái gì. Điều đó khiến dịch bệnh đang bùng phát và lây lan. Thuốc thang, thiết bị y tế cũng hết sạch, khiến người bệnh ở đây gần như vô phương cứu chữa. Tất cả những điều đó đã khiến Israel từ bên đã được ủng hộ trở thành bên bị lên án mạnh mẽ. Mà mới đây nhất, chính Liên Hợp Quốc cũng đã có sự chia rẽ sâu sắc với Israel. Cụ thể thì như video trước, các bạn đã biết, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói Israel bị tấn công là vì 56 năm kìm hãm Gaza. Điều đó khiến Israel tức giận và đòi ông này phải xin lỗi hoặc là từ chức. Đồng thời, họ cũng từ chối luôn việc tiếp nhận những cán bộ cấp cao của Liên Hợp Quốc đến Israel để công tác. Và mới đây, lại tiếp tục một sự kiện gây chia rẽ mạnh mẽ giữa Israel và Liên Hợp Quốc nữa. Đó là việc Liên Hợp Quốc đưa ra lời kêu gọi Israel ngừng tấn công vào giải Gaza để triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho người dân. Liên Hợp Quốc đã tổ chức lấy phiếu biểu quyết. Kết quả cho thấy, hầu như các quốc gia đều đồng tình với việc ngăn Israel tấn công Gaza. Cụ thể là 120 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, 45 quốc gia bỏ phiếu trắng và chỉ có 12 quốc gia là phản đối việc ngừng bắn, trong đó có Israel và Hoa Kỳ. Nhìn chung thì tổng số phiếu thuận nhiều hơn nên nghị quyết được thông qua. Có điều là Israel không chấp nhận nghị quyết này, họ vẫn cứ tiếp tục đưa quân đổ bộ vào Gaza. Vậy thì tại sao Israel và Mỹ không đồng ý với lời kêu gọi ngừng bắn? Thì theo Israel nói rằng trong lời kêu gọi đó không nhắc đến, không chỉ trích những hành động tàn bạo của Hamas. Thứ nữa là trong nghị quyết có nói đến việc trả tự do ngay lập tức cho thường dân bị giam giữ. Nhưng Israel nói rằng nó không nhắc rõ đến việc ai là người đang bắt giam những người dân vô tội. Và cuối cùng Israel cho rằng cái lời kêu gọi này chỉ là nỗ lực ngăn cản Israel loại bỏ mối đe dọa lớn nhất đối với người dân của mình. Ngoài ra thì còn có một khảo sát thực hiện với 500 người trên tổng số 10 triệu dân của Israel rằng họ có ủng hộ việc Israel đổ bộ vào Gaza hay không và họ có cho rằng nên tấn công Gaza ngay lập tức hay không. Thì 65% người được hỏi cho rằng họ hoàn toàn ủng hộ với việc đổ bộ vào Gaza. Tuy nhiên, việc tấn công ngay lập tức thì chỉ có 29% người được hỏi là ủng hộ việc này. Như vậy có nghĩa là đa phần mọi người vẫn muốn Israel tạm hoãn đổ bộ để Gaza có thời gian thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho người dân.
Nhưng dù sao thì Liên Hợp Quốc kêu gọi cứ kêu, Israel tấn công vẫn cứ tấn công. Và kết quả là sau khi Liên Hợp Quốc kêu gọi thì Israel đã thực hiện cuộc tấn công với quy mô lớn nhất trong lịch sử vào dải Gaza. Cụ thể khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công 150 mục tiêu dưới lòng đất của Gaza. Đây là cuộc tập kích lớn chưa từng có của Israel sau tuyên bố mở rộng hoạt động quân sự nhằm vào Gaza. Các mục tiêu này bao gồm hệ thống hầm ngầm và các hạ tầng ngầm khác liên quan đến Hamas. Đây được cho là đợt không kích lớn chưa từng có của Israel nhằm vào Gaza. Đường hầm được ví như mạng nhện từ lâu đã được coi như vũ khí lợi hại nhất của Hamas. Hệ thống đường hầm bí mật này gây khó khăn cho chiến dịch không kích của Israel. Theo các nguồn tin thì hầm ngầm vừa đóng vai trò là nơi trú ẩn, lại vừa là nơi để vận chuyển, cất giữ kho vũ khí của Hamas. Và cuộc tấn công này có đủ gây áp lực khiến Hamas nản lòng không? Thì rất tiếc là không. Giống như bất kỳ cuộc đấm tay đôi nào, càng bị đánh đau thì người ta càng nóng giận và phản kháng mạnh hơn. Với Hamas, họ đã tuyên bố rằng họ sẽ dùng toàn bộ lực lượng để chống lại Israel, thề không để cho Israel chiến thắng. Cụ thể như sau, các cánh quân sự của Hamas và tất cả lực lượng kháng chiến của người Palestine đã hoàn toàn sẵn sàng để ứng phó với sự xâm chiếm của Israel bằng toàn lực và ngăn chặn các cuộc tấn công của họ. Israel sẽ không thể đạt được bất kỳ chiến thắng quân sự nào. Và như vậy thì cuộc chiến chắc chắn là còn kéo lâu và dài. Vấn đề của Israel là bây giờ họ phải đạt được hai thứ. Thứ nhất là cứu được những con tin đang bị Hamas giam giữ. Và thứ hai là họ phải thấy rằng Hamas sẽ không còn đủ nguồn lực để gây ra các mối đe dọa trong tương lai đối với Israel nữa. Về vấn đề thứ hai thì họ tuyên bố sẽ tiêu diệt sạch Hamas, nhưng rất có thể dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, họ sẽ chỉ đánh đến một mức nào đó mà họ cảm thấy Hamas đã suy yếu và không còn nguy hiểm thì họ rút về. Còn vấn đề con tin thì hiện nay có cả tin vui lẫn tin buồn. Tin buồn là Hamas cho biết đã có khoảng 50 con tin thiệt mạng. Còn tin vui là Hamas sẵn sàng trao đổi ngay lập tức với Israel. Cụ thể, lãnh đạo của Hamas cho biết họ sẽ trao trả con tin cho Israel. Đổi lại thì Israel phải thả hết những tù nhân người Palestine mà họ đang giam giữ, con số lên đến hơn 5.000. Còn Israel cũng đã sẵn sàng cho việc đổi. Họ nói rằng đường dây đối thoại về việc đối thoại trao đổi con tin luôn được kết nối. Điều đó nghĩa là việc đối thoại có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Và đây cũng là điều mà các quốc gia có công dân bị bắt làm con tin cực kỳ mong muốn, như châu Âu hoặc Mỹ. Bởi vì có thể một quốc gia có nhiều hay ít lợi ích với Israel hoặc với Palestine và lợi ích đó đáng để quan tâm. Nhưng nếu quốc gia nào có công dân đang bị Hamas giam giữ thì chắc chắn đó là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng trong nước và họ sẽ tìm mọi cách để cứu con tin an toàn trở về. Trong vụ việc này có lẽ công dân Nga là người may mắn nhất vì Hamas đã sẵn sàng trả tự do cho những người Nga. Có lẽ vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Hamas, Nga đã gửi danh sách 8 công dân bị bắt giữ. Có lẽ họ sẽ được thả ngay sau đó. Thế còn những công dân nước khác, liệu họ có thể an toàn về nhà với gia đình hay không? Thì đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Đến nay thì Israel đã chính thức mở cuộc tấn công toàn lực trên bộ vào Gaza. Để hỗ trợ việc đó thì Mỹ cũng đã đưa 2 hạm đội tàu sân bay đến Trung Đông, đồng thời đưa thêm 900 quân trên bộ đến khu vực này. Bởi vì trước đó, Mỹ cho biết họ đã bị tấn công ít nhất 12 lần tại Iraq và 4 lần tại Syria trong tuần qua, với tổng cộng 21 binh sĩ Mỹ bị thương. Cho nên họ phải tăng cường thêm quân để tăng cường năng lực chiến đấu. Và có một điều đặc biệt đó là lại thêm một quốc gia mới xuất hiện tại khu vực này, đó là Trung Quốc. Cụ thể thì Trung Quốc vừa mới điều 6 tàu chiến đến khu vực biển Trung Đông. Họ đến với mục đích là gì thì vẫn chưa rõ ràng. Khi được hỏi thì phía Trung Quốc trả lời rằng hạm đội của Hải quân Trung Quốc khởi hành để thực hiện nhiệm vụ hộ tống và đang có chuyến thăm hữu nghị tới các nước liên quan. Các bên liên quan nên tôn trọng sự thật và ngừng thổi phồng vô căn cứ. Vậy các bạn nghĩ gì về điều này? Hãy cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!